đã có một cơn bão, có một vụ tai nạn. Chúng tôi đã gặp tai nạn. Chúng ta đã bị mắc kẹt. Chúng ta không thể thoát khỏi đây vì cơn bão. Xin chào. Trong cuộc đời mỗi người, đường đã ngập, chúng ta rơi vào đường cùng rồi. Có những khoảnh khắc của sự trùng hợp lạ thường. Anh là quản lý phải không? Tôi là cảnh sát Roder. Tôi đang chở một phàm nhân tới đây. Đường ngập rồi, tôi cần một phòng nghỉ. Khi những người lạ có sự liên kết nào đó, tôi không nghĩ đêm nay chúng ta có thể thoát khỏi đây. Tôi không ở đây đâu. Anh mất trí rồi sao? Không còn nơi nào để đi đâu. Và những vụ tai nạn dường như có một mục đích nào đó. Chuyện gì xảy ra ở khu nhà nghỉ vậy? Mọi người đang chết dần chết mòn. Có chuyện gì vậy? Vào phòng và khóa cửa lại đi. Cứu tôi. Rất nhiều người đã biến mất. Không có ai trong đó. Không thể như thế được. Chính tôi đã nhìn thấy. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy. Điều đó chẳng có nghĩa gì hết. Có lẽ tất cả chúng ta có sự liên kết nào đó. Như thế nào cơ? Tuần sau là sinh nhật tôi rồi. Tôi cũng vậy. Tôi cũng thế. Đúng vậy. Nhân dạng là một bí mật. Nhân dạng là một điều quyền bí. Nhân dạng là một kẻ sát nhân. Bộ phim Nhân cách.